ôn lại bài trước thì ta đã học là bù cộng bán tổng. Đây, bù cộng bán tổng. Ôn lại thì nó được thiết kế mạch bằng cách là có một phần tử so AB và phần tử N được nối vào hai đầu AB này và ra đầu ra là S. S là bộ bán tổng. Thì như thế mình còn phải ôn lại kiến thức về so. So nó là thực hiện phép đảo và đầu ra bằng một khi tất cả các đầu vào giống nhau. Cộng so nó sẽ như sau. Cộng SNOI. Đấy. Có chấm tròn ở đằng trước này mà nó bằng A so với B phủ lên. Vậy thì so nó như thế nào? So nó được thực hiện là A so B được thực hiện là phép có loại trừ. So được gọi là hay gọi là cộng ha, mô đun 2 đầu ra bằng 0 khi tất cả đầu vào giống nhau. Và nó được ký hiệu như này. A so B, biểu thức của nó là A nhân cho B phụ cộng với A phụ nhân cho B. Vậy thì ta cần phải thiết kế cái mạch cộng toàn phần. Hôm nay học bài thiết kế mạch cộng toàn phần thì có AN, BN, CN trừ 1. CN trừ 1 là số nhớ của lần cộng trước đó. CN là số nhớ của lần cộng hiện tại. SN là tổng hiện tại. SN là tổng hiện tại. Bản chân lý của mạch cộng toàn phần thì nếu mà AN, BN bằng 0, CN bằng 0, nghĩa là đầu vào mà không 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 hết và số nhớ của lần cộng trước đó cũng là không, tổng hiện tại sẽ là không và số nhớ cộng hiện tại cũng là không luôn. Nếu mà AN, BN bằng không không, CN số nhớ lần trước đó bằng một thì tổng hiện tại sẽ bằng một và số nhớ sẽ là bằng không. Cũng tương tự cho các trường hợp còn lại. Bây giờ ta tối giản hàm đầu ra bằng phương pháp đìa cắt nô. Ta thể hiện AN, BN, CN trừ 1 là 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Và ta tối giản các giá trị 1 lại. Ta dùng đìa cắt nô khoanh các giá trị 1 lại. Tại đây giá trị của nó là 0, 0 tức là AN, BN phủ. CN bằng 1 thì nó là CN đây được thể hiện bằng công thức đầu tiên và tiếp theo là 0 1 0 nó chính là AN BN phụ và CN CN phụ và cũng tương tự cho các trường hợp còn lại của cái bảng bên này. Nó được thể hiện khi mà tính toán ra nó chính là A vì là ta có là đây như công thức ban nãy. Nếu mà A phụ nhân cho B cộng A nhân B phụ thì nó bằng A so B. Đấy. Hay nói một cách khác là ở đây ta có là ta đặt CN ta có là A nhân bên BN phụ nhân cho CN cộng cho CN đâu rồi cộng cho A nhân cho BN phụ CN phụ cộng cho B nhân cho AN phụ nhân cho CN phụ. Như vậy nó bằng công thức là AN nhân cho so BN nhân cho CN. Ta thấy nó có bốn các giá trị này nó lần lượt này, nó lần lượt phụ này. Khi mà ở đây xuất hiện A phụ thì ở đây lại không xuất hiện A phụ. Đấy, mà chỉ có cái vế sau phụ thôi. Đấy. Mà ở
với đầu phụ thì CN ở phía sau công phụ, ở đây cũng tương tự như thế. Thì nó bằng chính là AN phụ BN nhân cho CN phụ. Và CN nó chính bằng là AN BN cộng với CN trừ 1. A mũ N cộng B mũ N. So, đây là cái sơ đồ mặt cộng toàn phần nó sẽ như sau. Nó có giá trị so ở đây A, B, N, C, N trừ 1 và cái giá trị là N nó được nối với A nhân cho B. Giá trị O nó được nối với A nhân B rồi được nối với N rồi nối với O một lần nữa ra CN. Ở đây khó chính là thể hiện cái CN này. CN bao gồm hai phần tử N và hai phần tử O. Tiếp theo là cái phần mặt cộng hai số nhị phân tám bit sẽ được nói ở phần sau. Và chúng ta nhớ được cái sơ đồ mặt cộng toàn phần là bao gồm SN là tổng của nó bao gồm bên so ba cái này, so của AN, BN, CN. Còn giá trị CN nó chính là bằng A nhân cho BN. Đây, A nhân cho BN chính là cái nào? Đây này, AN này. Ta xem cái số 1, 2, 3 đầu tiên này. AN cộng cho BN được nhân với CN. A cộng BN được nhân với CN. A cộng BN nhân với CN, đúng rồi. Rồi nó sẽ cộng với ANBN. Đây là ANBN được cộng một lần nữa. O đây là cái cộng cái này, AN nhân BN. Đấy. Cái CN này ta phải thuộc cái công thức này. Đấy. Thì thiết kế mặt cộng toàn phần bao gồm hai giá trị ANBN. Giá trị số nhớ cộng lần trước đó là CN trừ 1. Số nhớ lần cộng hiện tại là CN và đầu ra là SN. Kết thúc cái bài học tại hôm nay.